Các bạn nhớ đến và like và theo dõi kênh cho tớ nhá. Cảm ơn. Xin chào. Anh quên mất đấy, mình quên mất đấy. Cảm ơn mọi người các bạn. Video này sẽ bị lưu truyền muôn đời. Mẹ cái mặt to đùng nhập nát ơ nát mụn miệng đủ thứ trò. Ok. Alo. Có thể là sáng mai mình sẽ chơi với một bạn streamer nữ. Có thể sáng mai mình sẽ chơi với bạn streamer nữ. Anh rank kim cương cùi. Anh đang cố gắng đánh lên cao thủ đấy, mình sẽ chơi con mình thích thôi. Mình sẽ không chơi lung tung đâu. Lung tung chỉ là để build cho bạn xem thôi chứ. Mình không muốn chơi lung tung. Trời ơi, vào bắn mình như đúng rồi, chu trà. Chứ quán tính tính tiền nước cả dây. Đứa đậu uống đứa trà. Đậu xanh. Mà nó thích chơi tôi rồi. Trời ơi. Mình tập trung chơi nhá, mình sẽ không trả lời được câu hỏi của mọi người đâu. Mọi người đừng hỏi bây giờ. Nó sẽ khó cho mình. Ok. Các bạn nên đi về. Tại vì turn này các bạn hoàn toàn có thể dùng tele ra lại. Ô tôi chết rồi, mình cho phòng to màn hình ra cái được, đợi tí nữa thì mình cho cái phòng to màn hình ra cái. Các bạn chờ ít phút. Chờ tí nhá, mình chạy ra luôn này. Phòng to màn hình cho mọi người xem. Ok, được rồi đúng không mọi người? Kathleen có mạng luôn, hay không thơm thơm. Let me Adam. Tên này các bạn nên nên là đóng băng. Nên là đóng băng. Tưng 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 tưng. Rồi. Surprise I'm back. Ok. Trời ông bắn mình làm cái gì? Trời. Con GP này nó bắn người không không có tác dụng các bạn. Nó phải farm để mà lấy cái ui. Hơi đau một tí. Bắn thoải mái đi, sáng 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 mới sớm đi. Đau vờ lờ. À không tới, không tới. Úi dồi ôi, mid W à, vãi thật. Cái góc đấy mà ông mid được cái W tôi cũng A à luôn đấy. A à, anh A à, anh luôn này. Rồi ôi. Ờ, thôi ăn được cái mạng sau rồi. Cái đây mà góc bị được bao nhiêu. Thôi rồi, tự nhiên có cái mạng lởm lởm ở đây. Mình đã khỏe với nó, các bạn cứ có thể nhảy là phê thôi. Xong rồi. Xong rồi. Ok. Biết ngay là ông làm lên quy mà. Lên lại cái nhanh nào. Hiện tại thì mình sẽ thông báo các bạn là mình sẽ stream vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật từ hàng tuần nhá, chiều thứ 6 nhá. Nếu mà mình được nghỉ một chút đấy thì mình có thể stream. Cho nên là lag thì mình nghĩ là do cái mạng ấy, do cái cáp quang đang đứt rồi. Các bạn bạn nào nhìn thấy mình nói chi gì bảo hộ mình là cáp quang đang đứt. Cáp quang đang đứt. Không phải lỗi tại mình. Để mình chat lại. Cáp quang đang đứt. Không phải lỗi tại tôi. Ông nào bị lag thì nói hộ mình, ông nào không bị lag thì nói hộ mình là cáp quang đang đứt, không phải lỗi tại bà đứt. Thằng này em có phim trên bay
Thôi bảo không 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 đổi đâu, mọi người lắc á, bảo Salah là để lúc khác, để lúc nào anh thấy ổn thì. Chứ như này mọi người đang lắc rồi lắc xuống này. Ô để sau, để sau. À mình đang xin ngoài à, phim à? À bà sao đã off tạm đi. Off à? Ờ off tạm đi, anh đang stream. Anh có việc. Cái đậu. Ma. Không để ý ông lợn nó bắn đau thế. Các quang đứt tất cả tại virus đậu mé. Ôi đau quá. Thằng lợn nè. Đau quá. Về cái. Đứt các quang là do virus cắn đậu má. Nhiều người xem bình thường quá. Các quang nó đang hẹo. Em bảo Sara họp anh cái sim kia kìa. Cảm ơn bạn nha. Đấy có nhiều bạn người tử tế cái mà ông kia. Các con đứt do virus đậu má. Liên quan thật. Mình sẽ di chuyển nó. Không ổn đâu. Các quan nó vào đất yếu sinh lý. Đầu phụ. Nhiều lý do thật. Các bạn giờ thì không thể nào làm gì được con rắc. À con cái canh panh cho nên là đừng có vội vàng. Cứ từ từ mà đánh các bạn. Tí 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 tí. Ok. Nó nghĩ mình vào mình phá cái thùng nhưng không phải đâu. Ta sẽ đóng băng này con lợn. Mày đùa mày. Tao phá cái thùng này mày. Ôi. Thôi về thôi, nhưng có bọn nó lên đây, hình như bọn nó lên đây. Hình như mình có linh cảm của nó. Thằng nghiện nó lên đây, thằng nghiện nó lên đây. Thằng nghiện nó đang lên đây. À phệt nó được đấy, nhưng mà ôi thằng nghệ này sao bạn ơi, sao bạn ơi. À à à à Rampage chơi được, chơi được ấy. Mình bổ vào nó chết đâu. Ok boy, trời ơi. Buồn tìn quá. Làm nó luôn rồi. Tâm 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 tâm. Mạng lắc lắm mà các bạn. Trời ơi, đứt cáp thế này làm xong tôi làm được cái gì hả trời. Vào thời điểm nó đứt cáp mà trời. Tư 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 tư. Virus đứt không phải do các quang đậu mà. Thôi các bạn nào mà
Ôi thôi thôi, như vậy mình có tiền rồi, mình sẽ về thôi. Mình sẽ lên tam hợp sớm. Mạng cáp quang nó đang có vấn đề nha mọi người nha, đừng đồ tại tôi. Tầm băm 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 băm. Có cho mình hỏi là trong phòng này có ai không lag không? Có ai không lag một tí nào? Miết là các bạn phải ở Việt Nam, ở nước ngoài không tính không? Ừ. Ok. Đấy. Ồ, sao nhiều người không lag thế? Sao quả lag thế? Đó. À đậu má. Các bạn chắc nhiệt tình vậy. Đậu má, có nhiều bà hỏi mình đậu má, tại sao anh lại dùng từ đậu má? Đậu má là biến chuyển của đậu phụ, một loại đậu nổi tiếng ở miền Bắc mà ít người Bắc biết. Thôi cho mày chết thay vậy. Mẹ, đi trước con ven mà không chết được nó. Ui, hay quá. Thôi ông chết chắc rồi ông ơi. Tôi 6-0 đúng không ạ? Ok, gót lại luôn. Đâu má 7-0. Ok. Ngon rồi, ngon rồi. Mình 7-0 rồi nè. Giờ thì lên một cái này. Đổ này đi. Ok. Em ở Hà Nội và méo lắc nhé. Rồi, cổ thân các bạn. Mình không biết tại sao các bạn lắc như vậy, mình ngon mà. Mình đã 7-0 rồi này, không biết có win không. Thật ra những lúc mà mình xanh thì team thường thua. Ui dồi, ui khá thích đi rồi. Liều á. Surprise. Ok. Trần ulti ạ, vãi nổi được ulti ạ, vãi thật. Rồi mày hết ulti nhá mày. Tao mà chơi nhau này. À. 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 Trời ơi, Vên ơi, 1-2 em cũng không chạy được với anh đâu. Anh hôn em chết luôn. I love you baby. Các bạn chỉnh xuống xem mình nào. Mình cũng không rõ tại sao nó lag như vậy. Mình nghĩ là do cắp quang. Mình 8-0 rồi. Ui, giống quên biết con xe. Ui, biết không. Ok, mình sẽ đẩy cái nhà này. Quá xỉu đất. Về thôi. Có lẽ mình sẽ về lên top. Đổi giày. Nó bắn quá trời đau. Giày này này. Sau đó là các bạn sẽ nên lên cái tia mát này. Để mà cancel animation. Đó, để cái số 4.
Hay quá. Bà Long 10 mất gank plank. Mất GP. Thơm rồi. Các bạn muốn làm hết lag không? Các bạn phải like cho mình hoặc là share link stream cho mình hả? Hehe, đùa rồi. Sorry mọi người nhá, chứ mình lag mình không làm được gì khác đâu. Không thể nào mà làm gì có thể để nó mượt hơn được. Mình cố gắng hết sức rồi. Này là do đang đứt cáp, đứt củng rồi. Ok. Cái gì vậy? Chơi mình luôn. Ui, bốn thằng cả bái cả nồi ạ. Chu cha. Tí thì em lỡ tay. Đẩy boss cái coi. Bốn thằng đây nè. Má. Đậu. Đậu. Đậu mà. Đậu. Đậu. Ờ. Chấp được 2/3 bảo luôn á. Đậu quá đi. Ờ, nhưng mà mình quá giàu. Mình giàu quá. 9-0 rồi. Let me Adam. Tư. Giàu quá. Gì à? Sao tiền không có mà suốt ngày nhắn tin khuyến mãi đấy nhở? Cáu thật. Tiền mình đã hết rồi. Cứ nhắn tin khuyến mãi. Cáu không. Rồi, chấp nó nửa máu cho nó làm đánh nhau. Rồi, nó sợ rồi, lần trước có bị một lần rồi. Ông ấy sợ rồi, tôi về thôi. Ui, chấm máu kìa. Lên này đã, sau đó mình sẽ lên cái này. Giáp liệt sĩ là trang bị tiếp theo các bạn cần lên. Ok, cục máu. Úi dồi, sao không mua được này. Tí 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 tí. Mình sẽ đẩy nhanh tên này. Chạy đây. Hu cho nó đi. Hu cho nó đi. Hu cho nó đi. Bắn tốc quái ra na luôn. Thôi đi. Ui dồi đẹp thế. Trời ơi Kata nó đến kìa. Nó vét rồi. Ôi các má đen. Các má đen. Rồi để Kata nó vét thì làm sao mà đỡ được đây. 9-0 rồi. Thơm quá. Chạy kiểu gì đâu ông ơi. Ôi, tôi giàu thế này mà ông chạy kiểu gì. Legendary rồi. 10-0. Một trận giáp không mất trinh. Quá buồn cho đội nhà. Tơ. Chọn cái trận này chọn con rác hợp lý. Mặc dù lâu lắm không chơi. GG. Sắp trận nói.